Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya và Thỉnh Thích Minh Châu dịch Việt, bài 119, Kinh Thân Hành Niệm, Kayagata Sati Sutta, từ phần đoạn 1082 đến 1086, sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta nghiêm tâm nghiệp hạnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Mô Bích Thầy nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điển vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giác Sở Thiếu Lành Thầy, chúng con kính trân Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 119, Kinh Thân Hành Niệm. Sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học Thầy ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giác, kính đại lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, đến đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh này hôm nay sẽ có một chút vấn đề chúng ta cần lưu ý. Tựa đề của bài kinh là thân hành niệm. Ở đây chữ thân hành niệm chỉ cho chữ Kayagata Sati. Đây là cách dịch mà rất làm cho chúng ta lẫn lộn với chữ Kayasankhara. Kayasankhara với là chỉ là thân hành chỉ hơi thở, tâm hành chỉ cho tâm và tứ. Nhưng mà chữ Kayagata Sati ở đây đó, thì chỉ đơn thuần là cái pháp quan niệm liên quan đến thân, hay là pháp quan niệm về thân, nói cho ngắn gọn là niệm thân. Do đó chúng tôi nghĩ rằng bài kinh này nên để là kinh niệm thân thay vì dịch là kinh thân hành niệm. Và chỉ thân hành thôi, đôi khi nó trở thành một cái chuyện làm cho gây rắc rối. Bài kinh này có một cái nội dung cũng tương đối đặc biệt. Chư tỳ kheo trong một lần ngồi họp lại với nhau đã nói rằng Đức Phật đã có những cái hướng dẫn để chúng ta dùng cái thân này trở thành một cái phương tiện thành tựu những lợi lạc to lớn. Sự bàn tán của chư tỳ kheo thì ở trong một cái phạm vi rất giới hạn, nhưng mà câu chuyện đem đến Đức Phật thì Đức Phật đã giảng rộng. Và với cái tâm thần giao hợp này, chúng ta có thể khai triển để thành tựu tâm giải thoát cho các thiền chứng, thành tựu tuệ giải thoát như pháp tứ niệm xứ, thành tựu minh giải thoát, tức là giải thoát toàn diện. Và ở đầu cuối Đức Phật nói 10 cái lợi lạc của niệm thân, thì chúng ta thấy rằng một số lớn của pháp niệm này lại được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như niệm thân mang lại chúng ta sự kham nhẫn với những cái khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, vân vân. Riêng về bài kinh này đó,
thì lại mở cho chúng ta một số điểm mà trong phần thảo luận đến, đó là những pháp như niệm hơi thở hay niệm về các thể trực, nó vừa là niệm mục chỉ và niệm mục quán, dĩ nhiên có cả hai. Thì thưa quý vị, chúng tôi là hôm nay thượng tọa Tuệ Siêu có giảng hết bài kinh này hay không thì chúng ta cứ chờ đợi, và nếu thượng tọa chúng ta cứ đọc một lần nguyên cả bài kinh, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đấy là phần giảng dạy sẽ chỉ có phần nửa hoặc là 2/3, và nếu còn lại phần nào thì ngày mai này sẽ tiếp tục. Bây giờ mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc cho phần chính kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung trình thượng tọa Tuệ Siêu vì giảng sư của ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã giảng dạy bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 119 kinh Thân Hành Niệm, Kaya Gata Sati Sutta, phần đoạn 1082 đến 1086. Chữ thân hành dùng để dịch phản ngữ Kaya Gata Sati ở đây có nghĩa là quán niệm về thân, mang ý nghĩa rất khác với thuật ngữ thân hành Kaya Sankhara, chỉ cho hơi thở. Tựa đề tiếng Việt của bài kinh này nên dịch là kinh niệm thân để không bị hiểu sai khi dùng chữ thân hành. Bài pháp của Đức Phật giảng về cách niệm thân theo cả hai phương cách để chứng đạt cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Phần liên quan tới thân quán niệm xứ giống như trong kinh niệm xứ đoạn nói về quán thân trên thân. 1082. Từ thân giả hợp này nhiều công đức tạo thành. Sát thân bất tịnh, nhiều bệnh chướng không phải luôn đáng nhàm chán. Nếu biết sử dụng làm đối tượng quán chiếu thì là phương tiện mang lại lợi lạc to lớn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Chetavana, tại tỉnh xa ông Anathapindika, rồi một số đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật phi diệu thai, chư hiền giả, thật hy hữu thai, chư hiền giả. Thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiện tịnh độc cư đứng dậy, đi đến hội trường. Sau đó ngồi lên chỗ soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: ở đây, này các tỷ kheo, các ông hiện nay đang ngồi bàn vấn đề gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi tức hất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường và câu chuyện sau này được khởi lên. Thật vi diệu thai, chư hiền giả, thật hy hữu thai, chư hiền giả. Thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong, thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. 1083. Niệm thân trong tứ niệm xứ. Niệm thân đặc biệt là pháp niệm hơi thở, là cơ sở căn bản cho bốn niệm xứ. Quán niệm hơi thở. Ở đây, này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra, hay thở vô, thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Bỗng hoài nghi, lại nữa, này các tỷ kheo đi, biết rằng tôi đi, hay đứng, biết rằng tôi đứng,
hay ngồi, biết rằng tôi ngồi, hay nằm, biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an tĩnh, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Tiểu hoài nghi. Nữa, này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tân và lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Những cơ phận của thân. Lại nữa, này các tỷ kheo quan sát thân này từ dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, quanh cách mô, lá lách, phổi ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hộp như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã sai rồi. Một người có mắt đổ các hộp ấy ra và quan sát. Đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là đậu, đây là mè, đây là hộp lúa đã sai rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, quanh cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán tứ đại. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt của các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt, chia từng thân phần tại ngã tư đường, cũng vậy, này các tỷ kheo, vị kheo quan sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán tử thi. Lại nữa, này các tỷ kheo, như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thể ấy trưng phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau. Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau. Thân này, tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy.
Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỉ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỉ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, vân vân. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia. Ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương ống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng vật, trong khi vị ấy sống không phóng vật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng, màu vỏ ốc, vân vân, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, vân vân, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. 1084. Niệm thân để thành tựu các thiền chứng. Các thiền chứng, cảnh giới của tâm giải thoát cũng có thể chứng đạt qua các pháp niệm thân như niệm hơi thở, niệm các cơ phận của thân. Lại nữa, này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm, lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, dân vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt. Làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy.
không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy sấm nhuận. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi, thấm nhuận toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhuận toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Trong khi vị ấy sống an trú không phóng dật, vân vân, tỷ kheo ấy tu tập thành niệm. 1085. Từ niệm thân đến thành tựu chánh trí giải thoát. Từ tấm thân giả hợp, hành giả thành tựu viên mãn giải thoát. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm, anh tu các thác đều thuộc về minh phần. Ví như này các tỷ kheo, biến lớn của ai được thấm nhuận bởi tâm? Ví như này các tỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhuận bởi tâm, thì các con sông của vị ấy đi vào trong biển, đều thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm, đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho ngọn lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sinh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với người ấy, ma vương có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng, trống không, được đặt trên cái giá, có một người đi đến, mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào, người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có hội với vị ấy, ma vương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một người đi đến, mang theo phần trên đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện ra lên được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm, làm sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước tràn đầy nước, đến nỗi con quả có thể uống được đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn.
Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với người ấy, ma vương không có cơ duyên đối với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đê đắp làm cho vững chắc và tràn đầy nước, đến nỗi con quạ có thể uống được, rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thể trào ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. 1086. 10 lợi lạc lớn của niệm thân. Không chỉ có chứng đạt tâm giải thoát và tuệ giải thoát mới là lợi ích của niệm thân, mà hằng ngày trong cuộc sống, niệm thân vẫn có nhiều lợi lạc đáng kể. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm thành như cỗ xe, được làm thành như căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 10 công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là 10? 1. Lạc bất lạc được khiếp nhục, khiếp phục, và bất lạc không khiếp phục gì ấy, và vị ấy sống luôn luôn khiếp phục, bất lạc được khởi lên. 2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. 3. Vị ấy cảm nhận được lạnh, nóng, đói, khát, sự xuất của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điến. 4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Vị ấy chứng được 4 thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. 5. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, động thổ trồi lên ngang qua đất, như ở trong nước, đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm vào mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể thân có thần thông bay cho đến phạm thiên. 6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ở xa hay gần. 7. Với tâm của vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết tâm tán loạn, tâm đại hành, biết tâm đại hành, tâm không đại hành, biết tâm không đại hành,
tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết tâm vô thượng, tâm thiền định, biết tâm thiền định, tâm không thiền định, biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 8. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các nét chi tiết. 9. Với thi nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vì ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 10. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vì ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Bài chánh văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh tự tại siêu từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Vong Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, khi nãy trong lời dẫn nhập thường gọi là trọng có gợi ý bài học hôm nay, không biết là thuyết một phần hay thuyết nửa phần hay hai phần ba hoặc là thuyết hết. Kính bạch Chư Tuệ Thượng Đẳng, kính thưa quý vị, bài kinh này nó cũng không có gì khó hiểu, cho nên chúng ta cứ thiết thuyết một ngày, cứ thiết ngày cho hết. Thời gian chúng ta có thể là thuyết dài được. Do đó, bài học này chúng tôi sẽ trình bày hết, khỏi phải để qua đến ngày mai nó bị gián đoạn. Vì những pháp chúng ta đã học xong hết rồi, bây giờ trước tiên thì chúng tôi xin trình bày về cái tựa đề của bài kinh, và cũng trong lời dẫn nhập của Thượng Tọa Đẳng, Thượng Tọa có đề cập đến vấn đề cái chữ Kayakata Sati. Chữ Kayakata Thượng Tọa nói nếu thân hành thì nó lại trùng với cái chữ Kaya Sankhara, thân hành thuộc về hơi thở. Thực ra đó thì nếu mà nói nó trùng, dịch mà trùng thì chúng ta có nhiều chữ trùng lắm, cũng dịch là thân hành hết. Thí dụ như trong cái bài kinh
Sivatapa, Sivatapa, cái nên hành trì, không nên hành trì đó, thì cũng có cái thân hành. Nhưng mà cái đó là Kayasamachara, Kayasamachara cũng là thân hành. Rồi Kayasankhara cũng là thân hành, Kayakata cũng là thân hành. Do đó chúng ta hễ chữ ở đâu, nghĩa dịch ở đâu thì Bali đi đến đó là bảo đảm nhất. Một người học Phật mà hễ chúng ta gặp cái chữ Kayakata thì chúng ta biết thân hành đó ám chỉ cái gì. Mà nếu mà chúng ta nghe, chúng ta đọc thấy cái chữ thân hành mà đi kèm với cái chữ Kayasankhara là chúng ta biết đó là hơi thở ở trong bộ sông đối Yamaka và đề đến thân hành, khẩu hành, tâm hành. Còn nếu mà chúng ta gặp cái chữ Kayasamachara thì chúng ta phải biết rằng cái thân hành đó là cái gì, tức là cái hành động của thân, tức là cai giá đối chờ đối tác, hay hoặc là cai giá xúc chờ đối tác. Chữ cai giá chờ đối tác cũng là thân hành, thưa quý vị. Cai giá chờ đối tác cũng là thân hành, như là người mà sát sanh trộm cắp tà dâm thì gọi là cai giá đối chờ đối tác. Còn nếu mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ của tà dâm thì gọi là kai giác xuất chân tác. Cái này thuộc về kai giác samachara, thân hành. Thì biết cái chuyện đó thì nó cũng không có đến nỗi mà chúng ta bị nhầm. Chỉ có cái trường hợp này là chúng ta rất dễ bị nhầm, bởi vì ở trong 40 đề mục tu tập, 40 đề mục tu tập thiền đó, mà trong bộ thanh tịnh đạo kinh nói thì ngoại trừ 10 cái đề mục, nghĩa là 8 tùy niệm và 1 tưởng, 1 phân biệt đưa đến cận định, còn lại là 30. Trong 30 đó 4 đề mục vô sắc, còn lại 26. Trong 26 đó thì 10 cái biến xứ, 10 cái bất mỹ, Asufa. Asufa ở đây tức là chỉ cho 10 cái tử thi, 4 vô lượng tâm, 1 là Anapanasati, tức là niệm hơi thở. Và cái nữa là Kayakata Sati, là niệm về thân thể trược, cũng là thân niệm, nhưng mà chỉ niệm về 32 thể trược thôi. Cho nên cái chữ Kayakata Sati chúng ta dễ bị lầm là ở chỗ Kayakata Sati ở trong bài kinh này sử dụng ý nghĩa rộng hơn. Còn Kayakata Sati mà sử trong Kamathana, là trong đề mục của tu thiền đó, thì hạn chế hơn, để chỉ cho 32 thị trường thôi. Quán niệm về 32 thị trường. Và cái chữ Kayakata Sati ở trong bài kinh này đó, theo trong chú giải thì giải thích như vậy: Kayakata Sati tí, tức là Kayakata Sati căn hi căn bí, Kayarambanam bí Sati, tức là chỉ cho niệm niệm
lấy thân làm ân chứng, lấy thân làm cảnh. Có hai trường hợp: lấy ân chứng của thân và lấy cảnh là thân. Thì ca giác và tích ca cành tí của tê là khi nói đến lấy cảnh là ân chứng đó, samatho kathito hồ tiết, cái đó là nói theo chỉ tịnh, nói cái khía cạnh chỉ tịnh. Còn ca gia ramanampi, ca gia ramanampi của tê vipassana, tức là hễ lấy thân làm cảnh đó, được nói như vậy đó, thì đó chỉ cho vipassana, tức là thiền quán minh sát. Như vậy thì ở trong cái bài kinh Kayakata Sati Sutta này là Upajena Samatha Vipassana Kathita Hoanti, tức là thân hành ở đây là chỉ cho, là được thuyết, được nói đến cả hai phương diện chỉ và quán. Ở trong chú giải giải thích cái chỗ này nên thưa quý vị, bài kinh này coi vậy chứ cũng nó không phải đơn giản đâu, cũng có nhiều cái rắc rối khó hiểu đó. Từ thì chúng ta quen thuộc, nhưng mà cái lý pháp thì chúng ta không hề quen thuộc chút nào. Bây giờ thì để chúng tôi sẽ trình bày với quý vị cái bài kinh thân hành niệm là một bài kinh mà khó hiểu, khó bố cục. Chúng ta có nhiều cái tài liệu bố cục cái bài kinh này, chẳng hạn như là cái bản tóm tắt giản ý, cái bản tóm tắt á của Thượng Minh Châu thì người tóm tắt theo một cách, xin lỗi vì cái máy của chúng tôi nó sắp hết pin rồi. Còn cái bản giảng ý cũng của Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà trước đây thì ngài giảng ý theo một cách khác, cho nên chúng tôi mới nói rằng cái bài kinh này là chúng ta khó bố cục. Còn gọi là khó hiểu là bởi vì có chỉ và quán lẫn lộn. Ở đây trong cái bài tóm tắt, trong cái tóm tắt mà các vị đọc đó, thì ở trong này cái đoạn mà 1084 nói niệm thân để thành tựu các thiện chứng, thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói rằng niệm thân để thành tựu các thiện chứng á, thì bốn cái thiện chứng đó nó thuộc về cái hệ quả, cái lợi ích của thiền rồi.
Còn đằng này chúng ta đọc ở trong bài đó, thì chúng ta thấy nêu ra có tất cả là ở trong chú giải thì nói là 14 phần chút đặc sắc, 14 phần mà thuộc về thân quá niệm xứ. Satipatthane, Satipatthane chút đặc sắc với thiền á, kaya nupassana kathita, tức là thân quán niệm xứ, thân quán niệm xứ 14 phần. Nhưng mà ở trong cái bản liệt kê thì chỉ mới tìm được có 13. Chúng tôi tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy có 13, không biết nó lạc ở đâu hết một. Cho nên cái chỗ này đó, thì xem như là niệm cũng được kể bốn thiền, được kể là bốn thiền, bởi vì toàn thân thấm nhuần với phỉ lạc, toàn thân thấm nhuần với phỉ lạc. Ở đây thưa quý vị, trước nhất á, thân hành niệm này được đề cập đến nhà niệm hơi thở ra, hơi thở vào, niệm hơi thở ra, hơi thở vào, nhập xuất tức niệm, giống như kinh kinh bài kinh 118 mà chúng ta học ngày hôm qua. Ở đây quán niệm và hơi thở cũng được gọi là vị tỳ kheo tu tập về thân hành niệm. Cái này chúng ta phải chú ý chút xíu. Mà quán niệm hơi thở này thì nó vừa có chỉ vừa có quán. Thứ hai là quán niệm về bốn quan nghi, bốn đại quan nghi là đi, là đứng, là ngồi. Bốn đại quan nghi. Niệm bốn đại quy nghi này nó thuộc về quán. Thứ ba là niệm về tiểu quy nghi, tức là các của thân, như là bước tới bước lui, ngó tới ngó lui, mặc y phục, mang bát, hay là đại tiện, tiểu tiện, v.v. Thì cái gì cũng tính điệu, cũng biết, cũng ghi nhận đó. Như vậy gọi là niệm tiểu quan nghi. Thứ tư là quán niệm 32 thể trược. Quán niệm 32 thể trược. Như là tóc,
lông móng răng da, thịt gân xương tủy thận vân vân. Cái này trong bài kinh tứ niệm xứ, cái phần niệm thân là chúng ta có đề cập đến. Rồi thứ năm, gọi là xác định bốn nguyên tố chúng ta nói xác định bốn nguyên tố là bởi vì cái chữ tha túc và quách thà ná, và quách thà ná là xác định. Tha túc chúng ta xài chữ nguyên tố nó hay hơn là chữ giới, tùy ở chỗ. Thí dụ chúng ta nói địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới thì dùng chữ giới patthavi tha túc, chúng ta xài trong chữ đó người ta không có lầm. Còn nếu mà chúng ta nói là quán vị trí các giới trên thân thì lúc giờ người ta đọc nghe qua người ta không biết các giới đó là các giới gì. Cho nên ở đây chúng tôi thích xài cái chữ nguyên tố đất nước đường gió. Rồi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín là quán tử thi. Nhưng mà ở đây phân ra 6, 7, 8, 9, phân 4 phần là bởi vì quán tử thi, tử thi mà đã chết 3-4 ngày rồi, quăng bỏ trong tham ma, nó bị sình lên, xanh đen và thối nát. Một loại tử thi nữa là một loại tử thi bị các cái loài cơn hay là các cái loài thú rừng nó cắn xé. Một cái loại tử thi nữa là các cái tử thi, có cái tử thi chỉ còn có xương, liên kết với nhau, còn dính thịt và máu. Tức là vừa mới bị xé xác á. Rồi một cái loại tử thi nữa là chỉ còn có một vài khúc xương khô trắng, màu quả ốc, chỉ còn một đống xương, còn một xương thôi. Nếu mà bốn cái loại tử thi này mà chúng ta gom lại thì nó tới mười món tử thi lận, tới mười món tử thi. Nhưng mà ở trong kinh tứ niệm xứ thì gom lại, ở cái chỗ này thì gom lại thành có bốn thôi, có bốn hoặc có chín. Những cái phần đã được trình bày đó, từ cái việc niệm thân qua hơi thở, niệm thân qua đại vô nhi, niệm thân qua tiểu vô nhi, niệm thân qua thể trược, niệm thân qua bốn đại trên thân, rồi niệm thân qua tử thi.
Thì ngoài ra đó, ngoài chính cái đó ra thì chúng ta còn có bốn cái nữa là thân thấm dừng hỷ lạc do ly dục sanh gọi là sơ thiền, thân thấm dừng hỷ lạc do định sanh gọi là nhị thiền, thân cảm thọ xả niệm lạc trú gọi là tam thiền, thân thấm dừng tâm thường tỉnh trong sáng gọi là chứng tứ thiền. Như vậy đó, là chúng ta có 13 cái phép thân hành niệm kayakatasati. Ở trong đó nói đến bốn niệm, bốn thân hành niệm mà thuộc về thiền thì cái này nó thuộc về chỉ samatha, và một phần là niệm hơi thở cũng thuộc về chỉ. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến như là đếm hơi thở số tức quan. Còn nếu mà quan sát hơi thở gọi là nhập xuất, nhập tức, xuất tức niệm thì cái đó thuộc về thiền quán. Còn tất cả những cái điều còn lại, tức là niệm đại quy nghi, niệm tiểu quy nghi, niệm thân thể trượt, xác định tứ đại hay là quán tưởng tưởng thi, cái đó là nó thuần về minh sát vipassana. Trên đây là được trình bày về những cái đề mục chi tiết về thân hành niệm hay gọi là niệm thân. Bây giờ đó, khi dùng chữ thân hành niệm hay là niệm thân đó, thì các vị chịu khó là xài trong cái ý nghĩa của kinh tạng này, chứ còn chúng ta không thể dịch né đi đâu được cả. Ngày xưa trong có cái quyển gọi là quyển niệm thân của ngài Hòa Thượng Bổn Trân đó, thì nói niệm thân kayakatasati, thì ở trong đó cũng chỉ trình bày có cách mà niệm 32 thể trượt thôi. Còn có một vài vị khi mà đề cập đến tứ niệm xứ thì các vị đó nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nói tóm tắt cũng là niệm thân. Thì bây giờ cái niệm thân đó đó, nó không có đủ từ để dịch, không đủ nghĩa để dịch cho cái chữ ca, ca gia đúng bát sanh na sát thiết bát thanh á, gọi là thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ ca gia đúng bát sanh na nó khác với cái chữ ca với cái ta sát thiết. Nhưng mà nếu xét theo bài kinh này đó, thì kaya nupassana ở đây đó, tức là chỉ cho kaya katasati. Nhưng tại sao không xài, thưa quý vị, nếu mà kaya nupassana tức là thân quán niệm xứ là chỉ đến tự thi là cùng, nhưng ở đây là có thêm cái sự chứng đạt bốn thiền nữa. Vì vậy cho nên phối hợp với bốn thiền nữa thì thành ra 13 hay 14. Cái pháp là gọi kayakatasati là thân hành niệm. Cái khó là cái khó trong bài kinh này ở chỗ này, thưa quý vị. Nó hơi lộn xộn, hơi rắc rối chút.
Nhưng mà bây giờ tóm tắt lại thì quý vị nghe như thế này. Những gì mà chúng tôi trình bày hồi nãy đến giờ đó, nếu mà quý vị thấy mà hơi khó hiểu, bây giờ quý vị gạt bỏ qua bên đi. Chúng ta cũng như chúng ta xóa, chúng ta dùng cái cùng chúng ta xóa, đừng có nhớ biết, chúng ta tóm tắt lại như thế này. Bài kinh thân hành niệm hôm nay là Đức Phật Ngài thuyết về cái cách tu tập lấy thân làm đề mục và lấy thân làm cảnh để suy quán. Vì gồm có cả thân là đề mục gọi là thiện chỉ, và lấy thân làm đối tượng suy quán thì gọi là minh sát, hay gọi là thiện quán. Và trong cái thân hành niệm đó, dùng cái từ này không phải để chỉ riêng cho 32 thị trường, mà chỉ chung cho 13 cách. Thì trong 13 cách đó là chúng ta có niệm hơi thở, niệm đại quy nhi, niệm tiểu quy nhi, niệm 32 thị trược, quán xác định vị trí của tứ đại, quán tử thi bị sình thối, quán tử thi bị các loài chim thú ăn, quán tử thi chỉ còn bộ xương liên kết với nhau, hay là quán tử thi chỉ còn toàn là xương trắng mỏ ốc. Rồi chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền, chứng ngũ, chứng tứ thiền, giác giới. Có thân thấm nhuần hỷ lạc, thân thường hỷ lạc do định sanh, thân cảm thọ, xả niệm lạc trú, thân thấm nhuần, tâm thuần tịnh trong sáng. Thì như vậy đó là cái phần thứ nhất, là chúng ta nói về các cái đề mục mà tu tập về thân hành niệm trong cái bài học ngày hôm nay. Qua cái bố cục thứ hai đó, là Đức Phật đã nói về cái lợi ích của việc tu tập thân hành niệm là vị nào tu tập thân hành niệm, thời thiện pháp sẽ đi vào nội tâm thuộc về minh phần. Thuộc phần minh gọi là Pucca Phagat.
thuộc phần trí tuệ. Thứ hai là vị nào có tu tập thân hành niệm, thời ma vương không có cơ hội với vị ấy. Đức Phật này có nêu lên ba cái thí dụ. Và vị nào có tu tập thân hành niệm sung mãn sẽ làm cho sung mãn thắng trí và đạt đến cái sự tinh xảo, thị xảo vị xứ vị giới. Và cuối cùng thì Đức Phật dạy cái sự tu tập thân hành niệm viên mãn nó sẽ đem lại vừa cái lợi ích hồi nãy chúng ta nói là đem lại ba cái tác dụng, bây giờ 10 cái lợi ích. Mười cái lợi ích đó là như thế nào? Một, là khi mà vị tỳ kheo mà tu tập thuần thục viên mãn về thân hành niệm, tức là vị đó giáp phục được lạc bất lạc, tức là thọ lạc hay thọ bất lạc không có thể chi phối kể. Thứ hai là vị mà có tu tập về các cái pháp thân hành niệm, vị đó diệt phục được cái sự khiếp đảm sợ hãi ở trong tâm và không bao giờ bị cái sự sợ hãi khiếp đảm đó nó chi phối tâm được. Thứ ba nữa là một vị mà có tu tập sung mãn về thân hành niệm đó, thì vị ấy có thể kham nhẫn được với cái thời tiết nóng lạnh, hay là sự khó chịu do đối khác hoặc xúc chạm của ruồi muỗi rắn rít, gió nắng mặt trời, các loài rắn rít vân vân. Một vị mà tu tập thuần thục về thân hành niệm là tùy theo ý muốn vị đó chứng được bốn thiền hiện tại lạc trú không có khó khăn. Năm là khi mà tu tập thân hành niệm thì đó chứng được biến quá thông gọi là intimity. Sáu là chứng được thi nhãn thông. Thứ bảy là chứng được tha tâm thông. Thứ tám là biết được túc mạng thông. Thứ chín là chứng được sanh tử thông. Và thứ 10 là lộng tử thông. Như vậy ở đây trong cái bài kinh này chúng ta bố cũng có 3 phần thôi,
Mà cái phần dài nhất là cái phần mà kể về 13 cái cách thân hành niệm, 13 thân hành niệm. Rồi cái đó là nói đến cái tác dụng của cái việc tu tập thân hành niệm. Và cuối cùng là Đức Phật này nêu lên có 10 lợi ích của cái việc tu tập thân hành niệm. Ý nghĩa là như vậy. Chúng tôi xin được phép trình bày chỉ có bao nhiêu. Để nói hết cái bài kinh này. Và mong rằng những điều đã được trình bày đó, chúng ta nghe, chúng ta có thể ôn lại những gì mà chúng ta đã được học, đã được biết. Cái quan trọng nhất là chúng ta ôn lại cái đề mục hơi thở, đề mục chánh niệm đại quy nghi, chánh niệm tiểu quy nghi, niệm thân thể thân thiên trược, hay niệm xác định tứ đại, niệm tử thi, vân vân. Còn cái chuyện mà cái tác dụng của cái việc tu tập, nó đem đến cái lợi ích làm cho thiện pháp được được tăng trưởng hiện tại lạc trú, rồi cái việc mà chúng ta tinh tấn nỗ lực tu tập để chúng ta không có bị ma vương nó chi phối, nó chi phối tâm được. Còn nói về lợi ích thì ở đây những gì nó liên quan đến cái việc chứng đắc về lục thông thì cái điều đó chúng ta cũng không, không cần phải học kỹ, bởi vì chúng ta chưa tu tập làm sao mà chúng ta có thể chứng đạt được, cho nên không cần phải nói nhiều. Nắm nội dung ba điều đó chúng ta hiểu được ý của bài kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Xin khung thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính đức chư Phật thầy sư. Để chư Phật nghĩ trong giây lát, xin được thỉnh để được Phật tính. Để Phật tính đi, để Phật tính có trước máy và có nghe được không? Dạ. Để Phật tính đối với nhiều người chúng ta đó, nhất là những người tu thường hay nói là cái xác thân là giả hộp, là tầm thường. Mình nghĩ đến cái cuộc sống về tinh thần là cuộc sống tốt. Nhưng mà qua cái kinh thân hành niệm hay là kinh nghiệm về thân này thì phải chăng là cái vấn đề nó không phải là thân hay là tâm là tầm thường hay là không, mà vấn đề là chúng ta biết sử dụng như thế nào để nếu chúng ta biết khéo thì cái thân này nó vẫn tốt cho sự tu tập, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tích. Nam mô Bổn Thầy nhé. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu.
Thượng Tọa nhắc nắng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu lên, thì thật sự đối với cái thân này là dạ tạm, là cái thân này là bình thường, nhưng mà theo Phật pháp thì chúng ta biết được cái thân này như vậy để chi? Để cho chúng ta không có bị đắm nhiễm trong cái thân này. Quý vị thấy rằng thường thường chúng ta có rất là nhiều cái đắm nhiễm ở trong cái thân này. Thí dụ như có những người, người ta thích cái thân hình người ta có một cái, thí dụ như là có những cái thân hình nó vạm vỡ, nó vạm vỡ, mà nếu mà nói theo thời nay thì người ta thích cái thân hình thể thao, có những cái múi, những cái bắp thịt ở trên đó. Hoặc là có những người thì người ta thích trang sức, những cái vòng vàng, hoặc là những cái đồ trang sức ở trên đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng như vừa rồi quý vị có nghe về cái bài giảng, thì quý vị thấy rằng những cái tử thi, có những cái tử thi phình trương, rồi có những cái tử thi bị cũng như là chết, mà chết rồi mà cái máu nó còn lon lỗ ở trên ở trên người. Thì tại sao mà mình quán tử thi về cái tử thi một cái thây chết rồi, tại sao mà còn phân ra các cái loại tử thi như vậy? Thì quý vị thấy rằng do cái con người của chúng ta, có người thì đắm say cái kiểu này, có người thì đắm say cái cách kia. Thí dụ như những người nào, những cái chúng sanh nào mà bị tham, mà tham về trang sức, tham về cái trang sức đó, thì những cái chúng sanh đó sẽ quán cái tử thi, mà tử thi thuộc về mà chết mà bị máu nó lon đổ, có nghĩa là những cái vết máu nó còn dính ở trên cái thân thể đó. Thì tôi nhớ hồi trước đó, chúng tôi đọc cũng ở trong Thanh Tịnh Đạo, nói rằng một cái người mà khi mà mình quán về cái người mà có cái tánh tham, mà tham về trang sức, thì khi mà chúng ta quán về cái tử thi mà máu nó lon lỗ ở trên người đó, thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn lại với cái người đeo trang sức đó, thì nó cũng giống như cái tử thi như vậy. Thành ra người ta mới, cái vị hành giả đó mới phát sanh lên cái sự nhàm chán. Hoặc là có những người người ta bị dính mắc về cái những cái thân hình vạm vỡ, hoặc là những cái bắp thịt vân vân, thì người ta sẽ tu tập, người ta quán về những cái tử thi mà bị đứt từng khúc, mà bị đứt ra từng khúc. Thì chúng tôi muốn kể những cái điều này ra đó, để cho chúng ta thấy rằng là đối với cái thân tứ đại này đó, thì chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ dính mắc về cái khía cạnh này, khía cạnh kia. Nói chung là nó đủ thứ cách để mà chúng ta dính mắc. Mỗi người có một cái sự dính mắc riêng về cái cơ thể này, hoặc là mỗi người có một cái sự dính mắc riêng về cái thân tứ đại này. Thành ra có những cái đề mục đó cho chúng ta tu tập. Vậy thì cái thân này, nếu mà một người tu tập theo cái con đường trung đạo ấy, thì chúng ta cũng không có quá bỏ bê với cái thân này, mà chúng ta cũng không có quá trao chuốt, trao dồi với cái thân này. Có nghĩa là quý vị, chúng tôi hồi trước đó, chúng tôi có ở gần với một số người ở trong những cái cuộc tu đó, ở trong những cái trường thiền đó. Thì quý vị, có những người là người ta quá bỏ bê về cái thân. Ví dụ như mình nhắc nhở
người ta phải tắm rửa vệ sinh, tắm rửa vệ sinh đồ này kia, có nghĩa là chúng tôi nói đúng theo ở trong kinh điển, có nghĩa là cái nhân mà để phát sanh trí tuệ đó là thân đồ chỗ ở phải sạch sẽ, rồi nội và ngoại xứ phải sạch sẽ. Đó thì nội và ngoại xứ sạch sẽ là có nghĩa là như thế nào quý vị? Y áo, tóc tai, tóc móng chân móng tay, vân vân, chúng ta phải gọn gàng sạch sẽ. Mình không phải là mình cầm những cái dũa để mà mình ngồi mình dũa mình trao chuốt, nhưng mà mình phải có cái sự cắt gọn sạch đàng hoàng. Thì những cái nhân đó nó cũng làm cho cái thân của mình nó được an lạc, quý vị. Thân mình an lạc, mình không bị chi phối thì mình mới tu tập được. Ở gần đây chúng tôi đọc ở trong những cái phương pháp mà các cái vị mà dạy thiền, ngay cả quý vị biết rằng là đối với cái cơ thể của chúng ta cũng phải có cái sự mà bài tiết nó điều độ rồi chúng ta mới đi vào cái công việc hành thiền được. Có nghĩa là quý vị biết rằng thí dụ như chúng ta để cho chúng ta bị đau bụng mà khó chịu trong cơ thể, nó cũng làm cho mắt của chúng ta bị hoa mắt, thân của chúng ta nó khó chịu, nó dẫn đến cái sự hoa mắt của mình. Thành ra lúc đó mình không có an trú ở trong cái đề mục được. Thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói là có nhiều người người ta bỏ bê cái thân của người ta quá, mà nhiều khi người ta còn bị lạc vào tà kiến nữa. Cũng như cái trường hợp chúng tôi gặp cái người đó, họ nói tôi không có đánh răng mà tôi không có thấy hôi, không có thấy hôi miệng đồ này kia. Thì chúng tôi nghe cái người đó nói là chúng tôi biết rằng là cái sự mà nó ngã mạn trong đó, quý vị. Có nghĩa là họ nói như thế nào quý vị biết không? Họ nói là do họ có giới trong sạch, cái giới của họ cũng như là cái cuộc sống cuộc đời của họ tu hành rất là tốt, thành ra dù cho họ không có tắm rửa, không có đánh răng, nhưng mà nó vẫn không có hôi. Thì lúc đó chúng tôi nói đối với cái thân ngũ quẩn này, giới trong sạch là một điều, là một chuyện. Rồi đối với cái ngũ quẩn này nè, nó được bao bọc bởi cái lớp da ở bên ngoài, ở bên trong nó có những cái quế trược ở trong ở bên trong. Thành ra không thể nào mà như vậy mà mình nói mà do giới mình trong sạch mà dẫn đến cái thân của mình nó thơm tho hơn cái thân của người khác. Cái điều đó không có. Chúng tôi nói lúc đó chúng tôi có dẫn chứng ra những cái câu chuyện của các vị ở trong thời Đức Phật. Mình có trong sạch bằng những cái vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Đừng có nói là đệ tử của Đức Phật, những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đệ tử của Đức Phật ngày xưa tâm từ vô lượng, cái sự mà bố thí là lớn lao, rồi cái sự tu tập giữ giới, rất là nhiều thiện sự mà muốn tràn đầy luôn, nhưng mà đời sống người ta vẫn bình thường. Người ta vẫn giờ nào làm việc là giờ nào làm việc, giờ nào vệ sinh thân thể, giờ nào tu tập, đi kinh hành hoặc là hành thiền, vân vân. Mình không thể nào mà mình trong sạch bằng những vị mà đệ tử của Đức Phật ngày xưa hết. Nhưng mà chưa có trong cái câu kinh nào mà nói rằng là do mình tu tập giới mình được thanh tịnh mà là mình không cần phải có cái sự mà vệ sinh cái thân thể này bằng cách này bằng cách kia. Đó, thành ra ở đây chúng tôi nói rằng là có nhiều khi mình bỏ bê cái thân mình quá, rồi mình nghe một hai cái tư tưởng nào đó, nhiều khi mình ảnh hưởng, một là vướng vào tà, hai là mình vướng vào cái sự ngã mạn. Có nghĩa tại sao mà nói ngã mạn? Vì chúng sanh này cũng ngũ quẩn, chúng sanh kia cũng ngũ quẩn, cũng được bao bọc bởi cái lớp da bên ngoài, hoặc là cũng duy trì được bằng cơm bánh trái gì đó vân vân. Mình với người ta đều giống nhau hết, mà mình cho rằng là cái ngũ quẩn của mình là thơm tho hơn, là cao thượng hơn. Thành ra trong cái trường hợp đó mình vướng vào cái sự ngã mạn rồi, mình so sánh, hoặc là mình cho rằng là do cái
cái giới của mình mà mình nói rằng cái ngũ uẩn của mình nó được trong sạch hơn người khác nhờ mình có giới vân vân, thì trong cái trường hợp đó nó sẽ rơi vào tà kiến đó. Thành ra ở đây tại sao mà bỏ bê cái thân mình quá thì cũng không được, lúc đó nó sẽ lạc vào ở trong cái sự ngã mạn, hoặc là nó vướng vào ở trong tà kiến. Còn nếu mà mình chăm sóc cái thân mình quá đó thì nó cũng không được, mất thời gian, mất thời gian để mà mình chăm sóc cái thân của mình thì không còn cái thời gian để mà tu tập. Mà nếu mà chúng ta đủ thời gian thì nó sẽ phát sanh lên ái với nội phần, có nghĩa là những gì ở trong thân của mình, hoặc là có những người mà ái ở bên ngoài, ngoài thân của mình, do cái sự chăm sóc nó nhiều quá, nó cũng bị vướng vào đó. Thì quý vị thấy rằng đối với hoàng hậu Khê Ma, trước kia đó thì rất là sợ đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, tại vì bà nghĩ rằng bà lúc nào cũng đẹp hết, mà Đức Phật thì thường thuyết về những cái bất tình của cái ngũ uẩn, cái thân thể này. Thành ra bà không có chịu đi nghe. Nhưng mà một lần đó thì bà đã đi nghe, thấy được Đức Phật thuyết lên cái sự vô thường, cái sự biến đổi, cái sự khổ, cái sự vô ngã, cái sự bất tịnh của thân. Thành ra cuối cùng bà cũng chứng đắc được đạo quả. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì nếu mà mình khéo sử dụng cái thân tứ đại này thì mình sẽ tu tập dẫn đến cái lợi ích rất là lớn về cái tinh thần, có nghĩa là cái sự mà chứng đắc của tâm linh. Nếu mà mình biết khéo vận dụng cái tứ đại này, mình đi theo con đường trung đạo, mình không quá bỏ bê mà mình cũng không quá dính mắc với cái ngũ uẩn này, thì chúng ta sẽ vượt lên, chúng ta không có vướng vào bên đây, không có vướng vào bên kia, và chúng ta thành tựu cái con đường trung đạo. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu đầu tiên Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được rút lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ, con xin đảnh lễ tự nguyện. Sa thú cái chân Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính, Thượng Tọa tự nguyện, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa quan kỳ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa sẽ hỏi Thượng Tọa tự nguyện, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, Thượng Tọa tự nguyện, ở trong bài kinh niệm về thân hôm nay, chúng ta có một vài cái đề cập đến về như là quán bất tịnh chẳng hạn, hay quán đi bộ quán bất mỹ hay bất tịnh, như là quán về tóc lông móng răng da vân vân. Thì ở đời cũng có những người họ cảm thấy rất là ghê gớm, ghê tởm đối với mật đà mũ máu, thì cái sự ghê tởm đó nó khác với cái sự quán bất tịnh của chúng ta như thế nào? Xin thỉnh sư đạo tư quyền. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Thầy. Thưa đại chúng, nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Xưa cùng Đức Đảnh, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính, đến Tự Chuyên Sư Nguyên Thông, cũng sẽ tăng đăng ra nhìn và sẽ biết được Đức Phật Tử. Và kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, quan trọng thì nếu như trên một tinh thần mà chúng ta thấy cái đồ nhơ nhớp mà chúng ta ghê gớm và quán thấy cái sự bất tịnh, nó có giống nhau, nó khác nhau, có thể nói rằng cái giai đoạn á, hai cái giai đoạn nó khác nhau. Một cái giai đoạn người ta thấy và người ta sợ, và cái người ta từng thấy và mang tính tức là chúng ta quan sát chẳng hạn như bây giờ tìm kiếm và quan tâm tới cái như là cái thây ma, cái bộ xương, cái hài cốt, hay
nhìn thấy báo ngũ của mình, của người. Thì tinh thần quán như vậy đó, quán như vậy để để nhằm xả ly và để nhằm không có từ chỗ đó mà tạo cho tâm mình nó không có ái tham sự nghiệp. Nó khác hơn một cái người nhìn mà để có cái ái tham mình mà sợ gì cái tham quá đi, cho nên thấy những cái này người ta phát sợ, người ta phát sợ và tránh né. Còn ở cái kia nhìn thấy để mà ly tham, để mà nhồm ngấm, cái trạng thái đó nó khác nhau, trạng thái nó khác nhau, cái hoàn cảnh cũng khác nhau, một cái trạng thái cũng khác nhau. Người ta gớm, người ta tỏm, người ta sợ, mà người ta né, người ta tránh né. Cũng như chúng ta thấy khi mà ăn, trên cái độ cao cấp rồi, ngài Kaspa, ngài chỉ thấy ông Bùi đặt cái móng tay, đặt bát cho ngài, rớt cái móng tay vô, ngài về, ngài múc cái móng tay đó ra, và ngài vẫn tiếp tục ăn. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy đối với các ngài, thì chúng ta nói rằng ngài là bậc thánh thì không nói, nhưng nếu như sự thật trong cái điều này đối với một vị phàm phu, nếu như mà tu bất tịnh quán thì người ta tập thì người ta cũng sẽ thực hiện được. Cũng như quý vị biết mà cái hạnh đầu đà đó, khi mà ăn á, khi mà những gì trong bát chẳng hạn bây giờ mà chè với những cái món mặn như là cá thịt, thì chúng ta nghĩ rằng vừa mặn vừa ngọt nó trộn lại với nhau như vậy, thì cái trạng thái ăn đó, đó các vị đã ăn, bởi vì ăn cố gắng ăn để cho tâm nó không có tham đắm cái vị giác. Còn nếu như chúng ta có ăn mà người bình thường, mà nếu như chúng ta không có muốn tu quán thì chúng ta ăn không nổi, ăn chúng ta sẽ nhận, bởi vì cái tâm của mình nó, cái vị giác của mình nó phải vừa, nó phải cái ái khai hỷ khai lạc khởi sanh trong vị giác. Còn tâm của vị đó ăn chỉ khi nhận là ăn cái vị giác, mà cái mà chúng ta gọi là ngon, cái mà chúng ta gọi là cái ngon, mà cái vị giác của mình mà nó vừa lòng vừa ý của mình, hoàn toàn các vị đó người ta có cái tâm để mà chuyển đổi cái thực thức của mình cho nó khác hơn. Thì ở đây hỏi rằng gì cho một người mà cảm giác ghê tởm đối với bộ máu, có cảm giác gì khác với sự quán sống bất tịnh vì hành giả? Đây tức là người ta nó sợ và tránh né, còn đối với vị hành giả không sợ mà nhìn thấy đối diện với nó để lột tả nó, để thấy rồi cái món ăn này ăn vào chút xíu nữa, thời gian nữa nó cũng xuống thành phấn hôi thối, nước uống này vào rồi chút xíu nữa nó tiêu tiểu ra, nó cũng khai, nó cũng thối, vân vân. Thì cách người ta suy nghĩ như vậy còn hơn là ví dụ như người ta sợ người ta tránh né cũng vậy. Cái áo, cái vải này, cái y này mặc vào rồi thì nó cũng sẽ nhờn gốm vô cái thân này, nó tức, nó ra mồ hôi, nó ra cái chất nhờn vân vân. Thì những cái đó thì tâm của vị đó nó mang tính ly tham, nó khác hơn là cái người cái người mà tốt khoe xấu che, sợ hãi và tránh né và rất là ghê gớm. Thì cái tinh thần đó nó khác sai. Và đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần một bất thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bố Tha nhé. Chào thưa quý đình trường tòa tề quyền. Bất thưa tòa tề siêu, không biết trường tòa có còn ở trước bái không? Nếu trường tòa tề siêu còn ở trước bái, xin thỉnh trường tòa hoan hỷ trở lại. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa tề siêu, trường tòa còn ở trước bái không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có còn ở trước bái không vậy? Nếu Sư Thông nghe được, thỉnh Sư Thông trả lời cho cô Thơ Lương tiếp theo. Dạ. Sư Thông, chúng ta là con người sống ở trong cõi dục giới, và
chúng ta rất là quen thuộc với vật chất, với thân thể này. Thì chúng ta có nghĩ rằng bởi vì chúng ta là con người nên chi những cái pháp quán niệm liên quan đến niệm thân đó, những cái pháp quán liên quan đến niệm thân đó, nó lại có một sự thích hợp, nó có cái lợi cho chúng ta. Siêu thông có nghĩ như vậy không? À, cái định siêu thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chúng định sư phụ xin có góp ý cho cái câu hỏi về cái sự quán niệm thân mà sư phụ đã đặt ra để cho con thảo luận về cái điểm này. Kính thưa sư phụ, là chúng ta đang sống trong cái cõi dục, và những cái điều mà chúng ta khi mà chưa học Phật pháp thì thấy những cái điều mà bình thường đó, đó thì cái phản ứng của chúng ta như là phản ứng có một chúng sanh vô minh, là do gì không hiểu biết, là cái tất cả vạn sự trên trần gian này là vô thường, là tất cả những cái gì vô thường thì nó đem đến cho chúng ta là khổ não. Và tại sao nó là bởi vì cái bản chất của vạn sự trên thế gian này nó không có cái entity gọi là cái ngã, cái cốt lõi của nó để làm cho nó vẫn giữ được cái trạng thái như thế cái đó mãi mãi, nó không có cái đó. Vì vậy cho nên là may mắn cho tất cả chúng ta là những người hiện có mặt trong cái room này là được học cái giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta được học liên lỉ hàng ngày, kể cả chủ nhật hay đôi khi là có những ngày buổi chiều, thí dụ mà chúng ta vẫn học như vậy thì cái năng lực và cái công lực của những người mà thường xuyên có mặt hàng ngày trên đây đó, là điều đó nó nói là những người đó đã đam mê giáo pháp. Mà nó chỉ đam mê giáo pháp có nghĩa là người hành giả đó đã hiểu được giáo pháp theo cái trình độ của mỗi người, do cái công lực của mỗi người đã thường xuyên luyện tập. Và nhờ vậy thì những người như chúng ta là đã được đến với Phật giáo để biết được giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo cái trình độ của mỗi người. Bởi vì vậy, do nhờ cái quán niệm thân đó mà để chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng, và chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ để mà biết rằng tất cả thân thể của chúng ta bên trong bên ngoài thì không có cái gì là bền vững và sẽ biến hoại. Và trong bài kinh là thân người của chúng ta như là lá cây chín có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa. Và chúng ta không biết mỗi người thì có tạo được bao nhiêu là những cái ba la mật đó. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy là chúng ta phải học tập để mà tích lũy được những cái thiện pháp, để bởi vì cái đó là cái tương lương của chúng ta, để mà khi mà chúng ta qua con đường sanh tử thì có cái điều đó mà chúng ta sẽ ít hoảng sợ theo. Tại vì vậy, kính thưa sư phụ, cái quán niệm là cái pháp hành của chúng ta. Nếu mà chúng ta học đọc kinh không á, thì chỉ có cái biết nhưng mà không thấy được rõ. Khi mà chúng ta có thường thiền định là Samatha, và lên một tầng nữa là Vipassana, thì chúng ta mới thấy rõ cái chân lý ở trên trần gian này. Mà chúng ta là một thành phần của cái vũ trụ này. Và cái thành phần vũ trụ này mà Đức Phật giảng dạy rằng là cái thân này cái vô thường, nhưng mà người mà biết sử dụng cái thân vô thường để mà tập luyện để thành tựu được những cái ba la mật, thì Đức Phật giảng dạy là cũng như một cái người thở qua lấy những từng những cái cánh hoa, bông hoa mà biết kết một tràng hoa để có một tràng hoa nó đẹp đẽ và có mang ý nghĩa tốt đẹp. Thì đó là những lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng là phải thường xuyên thiền định, là bởi vì nếu không thường xuyên thiền định thì cái định đó
thì nó sẽ không ở cho chúng ta. Cái đó mà Đức Phật gọi là cái vô gián định, tức là luôn luôn cái định lúc nào ở trong chúng ta khi đi đứng nằm ngồi. Chứ thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi xếp bằng trong cái thế kiết già hay bán già rồi để chú tâm vào một cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải tiến thêm một bậc nữa, không cần thiết phải là ngồi kiết già, không cần thiết là phải ngồi bán già. Nhưng mà trong từng hơi thở, trong từng giây phút thì chúng ta biết là chúng ta để ý đến cái thở vô thở ra. Nghĩa là sao? Chúng ta để ý đến cái sự thở vô thở ra của chúng ta, tức là chúng ta đang sống trong cái giây phút hiện tại. Mà có cái bà bên Thái Lan, bà nói là cái người nào mà sống trong cái giây phút hiện tại đó, thì cái người đó thì thấy được cái những cái chân lý. Thì đúng là cái bà lặp lại những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Là bởi vì thường thường chúng ta không có để ý đến hơi thở của chúng ta. Khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, mà chúng ta không để ý. Mà khi mà chúng ta thường xuyên để ý thì cái chuyện đó sẽ là một cái quán tính. Một cái quán tính để mà chúng ta luôn luôn, mặc dầu đang rửa chén, đang dạy học hay đang tụng kinh, đang làm gì, thì chúng ta biết đang làm cái gì. Tại sao vậy? Chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì đó. Thì một cái tư tưởng nó nổ lên thì chúng ta biết. Thì chúng ta biết một tư tưởng bất thiện nổi lên thì chúng ta biết đó là ác bất thiện pháp. Mà nếu ác bất thiện pháp mà chúng ta theo nó thì chúng ta biết rằng cái quả báo không thể nào mà nó chừa chúng ta. Là dù chúng ta là nam hay là chúng ta là người giàu có hay chúng ta là người có bằng cấp đó. Thành ra khi mà chúng ta mà không có tu hành bằng cái những cái pháp Samatha và Vipassana thì chúng ta sẽ không biết rằng chúng ta đang làm cái gì. Và trong cái vô minh thì chúng ta đang làm những cái ác bất thiện pháp hay tư tưởng những cái điều không được tốt đẹp, thì chúng ta sẽ bị mang quả. Đợi giờ khi mà cái thân khẩu ý của chúng ta đã vướng phải những ác bất thiện pháp thì chúng ta không thể tránh khỏi cái quả báo của nó. Thì những người mà có mặt trong chung này đều biết rõ những điều đó. Vì vậy cho nên cái vụ hành thiền và niệm hơi thở, niệm thân là rất tối cần thiết của chúng ta. Bởi vì đó là cái sự sanh tử của chúng ta. Nếu mà chúng ta không niệm thân, không hành thiền thì chúng ta sẽ sai lầm và u mê. Thì bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải cái điều đó thì chúng ta phải làm. Nếu không làm thì chúng ta sẽ bị những cái pháp thế gian nó dụ dắt vào chúng ta. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rằng cái người mà tôn trọng kính lễ Đức Phật thì Ngài nói là một cách kính lễ Ngài đúng đắn nhất là làm theo cái lời Ngài dạy. Cho nên cái câu nói của Ngài thì con mới thấy Ngài rất là từ bi. Bởi vì khi mà chúng ta hành theo cái pháp mà Ngài đã giảng dạy đó, thì chúng ta có thể thoát được cái sanh tử luân hồi ở trong trần gian này. Và vì vậy cho nên là cái lời dạy của Đức Phật là không phải là mua hoa quả hay đèn để cúng dường Đức Phật là quý báo. Cái điều đó nó không phải là không có quý báo. Nhưng mà một cách cúng dường Đức Phật cao thượng nhất là làm theo lời Ngài dạy. Bởi vì khi mà chúng ta làm theo lời Ngài dạy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có là hiệu quả và làm những có những cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta. Và đó là cái lòng từ bi của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Chứ thưa sư phụ, đó là những tư tưởng của chúng ta, của con khi mà đọc cái bài thảo luận số 3 này. Và con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ dạy thêm cho con, để con có thể học thêm. Và nhờ vậy tất cả chân tử trong đạo tràng sẽ học được cái trí tuệ của sư phụ. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành chỉ âm chư vị lắng đứng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa tu ký đăng sư Nguyên Thông, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút còn lại thì chúng tôi xin được chia sẻ đến bài kinh ngày hôm nay. Như chúng ta được nghe trong nhiều bài kinh đã đi qua trong bộ kinh, thì hai cái yếu tính Samatha và Vipassana thì chỉ vào quán đó, đôi khi chúng ta tách rời, nhưng mà thật sự
hai yếu tố này rồi. Đối với thiền chỉ thì không có cần pháp quán, nhưng mà đối với Vipassana thì luôn luôn có thiền chỉ. Về điểm này thì chúng ta tạm lấy một cái thí dụ là bây giờ có hai trường hợp. Một cái người mà họ theo dõi một cái, họ quan sát, thí dụ họ là một người lính gác đi, thì hoặc giả là họ được bố trí ở tại một cái vọng gác hay tại một địa điểm nào đó, và từ đó họ quan sát tất cả những người đi qua lại. Đó là một cách. Cách thứ hai đó là họ trở thành một thám tử, là đi theo một người nào đó để quan sát người đó như thế nào. Thì ở đây đó, một người tìm một cái vị trí ở trên một trục lộ, mà vị trí đó có nhiều người qua lại đó, để mà quan sát bất cứ ai qua lại, thì cái đó nó giống như là trường hợp của thiền quán Vipassana. Hai chuyện này nó rất khác nhau. Giữa một người gác con đường qua lại ở tại một trạm gác, và một người thám tử mà đi theo sát cái mục tiêu mà mình muốn quan sát. Người thám tử đi theo mục tiêu quan sát á, thì người này có thể đi đầu này đầu kia, đôi khi mất, và nhiều lúc á, người này lại trở thành một cái người mà không nắm vững địa hình. Nhưng mà cái người gác ở tại một vùng gác thì nhất định là người đó biết rõ cái vị trí của mình, và những ai ra vào thì mình quan sát, nhưng mà mình không có chạy theo người đó xa, mà mình chỉ quan sát ở trong cái tầm nhìn của mình. Chúng tôi lấy cái ví dụ của người lính ở quan sát đó, thì ở tại một cái vị trí một vùng gác được thí dụ như là Samatha, tức là chúng ta có một cái căn bản. Căn bản đó chúng ta gọi là định lực. Định lực là chọn một cái vị trí, chọn một chỗ, chọn một tư thế. Và Vipassana đó là khả năng quan sát cái gì ở trong, xuất hiện ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm. Thì như vậy trong trường hợp một người lính đứng ở tại một cái vòng gác mà quan sát người qua lại đó, nó như là sự kết hợp giữa chỉ và quán. Bây giờ đó cũng thời quán về bất tịnh, quán về tứ đại, quán về tử thi và hài cốt. Nếu một người mà không khéo, một người mà không nắm rõ đó, thì họ sẽ rơi vào trong trường hợp là nhìn thấy một cảnh tượng, rồi suy nghĩ về cảnh tượng đó, rồi miên man với cảnh tượng đó, chạy theo cảnh tượng đó, và cuối cùng thì mình mất đi cái phương hướng, dạ, tức là mất đi cái định tâm. Chúng tôi xin hỏi là quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Quý vị còn nghe được không? Dạ. Cái giữa một người về pháp học và người pháp hành đó, là một người về pháp học có thể ngồi đó suy tư, ngồi đó phân tích rộng, cũng cái đề tài về vô thường mà chúng ta nói về chuyện đông tây, chuyện kim cổ, chuyện này chuyện khác. Nhưng mà người về pháp hành đó thì lại không có nhìn vô thường bằng cách đó, mà người về pháp hành đó là nhìn vô thường là dựa trên một cái căn bản thực tại là niệm hơi thở. Thí dụ hơi thở vô, hơi thở ra, thì do chúng ta niệm thấy được hơi thở vô, thấy được hơi thở ra lâu ngày rồi, thì mình thấy được hơi thở ngắn, hơi thở dài, và mình thấy được những cái thay đổi trong từng hơi thở, từng cái tiết tấu của đời sống. Và cái thấy vô thường đó nó dựa trên cái gì đang xảy ra. Nó rất là khác biệt với một người trong pháp học, tức là ngồi suy diễn chuyện này và chuyện khác. Thì cái căn bản của thân hành niệm trước nhất á, là nó phải dựa lên trên một cái thực tại, chứ không phải dựa trên giấy trắng mực đen, hay là dựa trên cái tư tưởng về triết lý ở trong trí nhớ mà nói về vô thường, nói về khổ, về vô ngã, về bất tịnh, vân vân, mà nó dựa trên thực tại.
Như trường hợp chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị, niệm về những pháp niệm về tử thi và hài cốt. Tử thi là một cái xác chết không có tâm thức, và nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn, như là giai đoạn mới chết, rồi giai đoạn đổi màu, rồi sình trương, rồi bị côn trùng đục khoét, rồi bị các loài thú cắn, vân vân. Rồi niệm về hài cốt, rồi hài cốt mới vừa chỉ còn là một bộ xương, nhưng mà còn ít gân nối lại các gân xương, và hoặc giả là một cái bộ xương đã cắn rồi, hay là một bộ xương đã mục rồi. Thì khi mà chúng ta nói tại đây đó, là chúng ta nói trên phương diện nói là đề cập đến, nhưng mà không phải là có một bộ hài cốt thật sự, có một cái tử thi thật sự. Dạ, nó khác với cái người nhìn việc đó với người giữa pháp học và pháp hành. Pháp học thì không cần những hình ảnh cụ thể trước mắt, còn pháp hành thì cần những hình ảnh đó. Khi một hành giả thấy một xác chết, nhìn thẳng xác chết đó là một thực tại, thấy bằng con mắt, và xác chết đó là cái đối tượng của mắt, hành giả sẽ đem vào trong tâm tư của mình, rồi trở về hồi tưởng lại cái hình ảnh xác chết đó rất là rõ ràng, và sau đó vị ấy quán là thân của mình rồi cũng sẽ như vậy. Dạ, thân mình rồi sẽ như vậy. Như vậy cái quán của vị này đó, nó không dựa trên sự suy diễn. Cái quán của vị này trên một cái ấn tượng, và ấn tượng đến từ thực tế. Thì đó là sự khác biệt đầu tiên chúng ta nên hiểu giữa pháp học và pháp hành, giữa suy tư và sự sống đạo thực sự. Bây giờ qua tới một cái lĩnh vực khác đó, đó là chúng ta nói về cái khả năng lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại, nghe cái chữ đó giống như cà lâm vậy, lặp đi lặp lại. Nhưng mà đối với người tu tập, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nghĩa là định. Định là một cái gì lặp đi lặp lại một cách bền bỉ. Ví dụ như mình có khả năng theo dõi hơi thở ra vào ở trong 1 phút, 2 phút, 5 phút, 7 phút, thì cái khả năng theo dõi hơi thở ra vào ở trong nhiều phút như vậy đó, lâu ngày nó trở thành một cái định, là định. Hay là những Phật tử nào mà làm những công việc về tay chân, như là mấy người làm thợ ráp nối điện tử, assembly, hay là quý vị nấu bếp, mà cái việc đó mà mình làm, làm đi làm lại, làm đi làm lại, nó trở thành thành thạo. Thành thạo ở đây tức là mình là quen, là thành thạo. Cái đó gọi là định. Như vậy định á, không phải chỉ là một sự tập trung, mà định là cái nước bền. Nước bền nghĩ là có thể lặp đi lặp lại một cái gì đó, như là mình theo dõi hơi thở ra và vào, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, một phút đầu, hai phút đầu, ba phút, năm phút, mười phút, mà vẫn theo dõi hơi thở, thì nó tạo ra một cái năng lực của định. Về điểm này, các nhà giáo dục đó, họ có cái kinh nghiệm như vậy, là một đứa trẻ ở trong một gia đình tương đối tốt đó, ngày hôm nay đúng 8 giờ tối đó, nó ngồi chỗ đó, đó là cái bàn viết dành riêng cho nó, và vào cái giờ đó là cái giờ mà cha mẹ chỉ để cho nó học thôi. Thì khi mà mỗi một ngày nó làm homework, nó làm bài tập đó, ngay tại chỗ cái bàn đó và ngay vào giờ đó đó, thì khi nó mỗi ngày nó làm như vậy đó, thì nó lại có một cái tác dụng, một tác dụng rất tốt, là một khi đúng giờ đó nó ngồi đó là nó bắt đầu học liền, và nó nhập cuộc vào sự học liền, và thể nhập vào việc học liền. Thì cái đó đó là cái tác dụng của định, tức là một cái chuyện lặp đi lặp lại nó trở thành một cái thói quen của thân và tâm. Thật ra thân của chúng ta nó có cái đồng hồ sinh học mà mình không biết. Ví dụ như hôm nay mình ăn vào lúc 12 giờ, ngày mai ăn là vào lúc 12 giờ, thì tới gần tới giờ đó thì cái thân thể mình nó có phản ứng. Tới gần giờ đó cái tâm mình nó có nghỉ hướng. Cái tâm thì nó gọi thói quen, nhưng mà cái thân mình nó cũng có thói quen. Thì cái chuyện gọi là định đó, là cái khả năng lặp đi lặp lại và tạo thành cái nếp của tâm, cái nếp suy tư. Thật ra những đứa bé nghèo á, có những đứa học giỏi, nhưng mà nhiều đứa gặp trở ngại là sao? Là bởi vì nhà nghèo không có phòng ốc riêng, nó không có một chỗ ngồi cố định. Và vì nhà nghèo á, đôi khi nó bị chi phối, nó phải ra ngoài hè học, nó ra ngoài sân học, mà nó không có chỗ học cố định, không có cái giờ học cố định.
cái mà không có học ở một giờ cố định, một chỗ cố định đó, nó cũng bị chi phối tâm rất là nhiều. Thật ra cái người mà tu tập mà hiểu về chữ Samatha, gọi là chỉ là gì? Chỉ là sự định trụ, sự ngưng trụ. Mà chỉ cũng còn có nghĩa là có một cái nếp, mà cái nếp đó được lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Và cái lặp đi, lặp lại đó, nó tạo ra một cái lực. Dạ. Thì cái trở ngại đầu tiên của một người hành giả niệm thân là gì? Đó là sự nhàm chán, sự buồn chán. Tại sao buồn chán? Là bây giờ mình chưa có quen điều đó đó. Thì khi mình vào niệm hơi thở ra vào, một hai hơi thở đầu mình thấy bình thường. Nhưng mà niệm trong 5-7 hơi thở, cái thói quen của chúng ta đó là buông cái này chụp cái kia. Nhưng mình thấy rằng hàng ngày mình về mình mở tivi ra coi, lật báo ra xem, mình nói điện thoại, mình làm buông hết việc này tới việc kia. Mình không thấy chuyện gì hết. Nhưng mà đối với các vị thiền sư, đối với ngành thiền ấy, thì chúng ta giống như một con lật đật hay giống như con khỉ ấy, mình không có khả năng ngồi yên. Cái khả năng ngồi yên là cái khả năng rất là khó khăn, tại vì nó buồn chán. Và cái khả năng không ngồi yên đó, nó dẫn chúng ta đến cái tình trạng là liên tục di động, liên tục dịch chuyển. Và cái liên tục dịch chuyển đó, chúng ta mất đi cái năng lực của định, của Samatha. Nhưng mà rồi bây giờ, khi mà chúng ta bắt đầu tu tập với một số những điều mục như là quán về bất tịnh, hay là quán về tử thi, hay là quán về tứ đại, thì chúng ta rất dễ đi vào cái trường hợp gọi là miên man. Mình nói là đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Và chúng ta cứ chạy theo những cái suy tư. Và cái đó phải coi chừng, đó là suy tư chứ không phải là định, không phải là chỉ và cũng không phải là quán. Chúng tôi nói có hai trường hợp hồi nãy khác nhau đó. Là một cái người mà họ theo dõi an ninh của dân chúng, mà họ là một cảnh sát chẳng hạn, hay là một người lính đó. Họ bố trí một cái vọng gác ở tại một cái trục lộ. Thì khi họ bố trí vọng gác tại một trục lộ á, họ quan sát người đi ra đi vào. Người đi ra đi vào đó là nhiều thành phần khác nhau, là đúng giống như trường hợp của quán. Tức là cái quán đó có thể quan sát mọi thứ, nhưng mà quan sát nhiều người ra vô, nhưng mà phải ở trên một vị thế. Đó là một cái vọng gác. Dạ, một vọng gác. Thì trong cái vọng gác này, dần dà ngày đầu tiên người đến cảm thấy bỡ ngỡ, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, người đã cảm thấy thân quen và cảm thấy mình ở cái vị thế tốt nhất để quan sát tất cả. Thì hành giả có thể quan sát những diễn biến như là cảm giác đau nhức, một âm thanh xuất hiện hay một tư tưởng xuất hiện. Nhưng mà tất cả điều đó, đó nó đều phải ở trên một cái vị thế là mình có niệm hơi thở. Nếu mình không có niệm hơi thở thì nó sẽ rơi vào trường hợp là không phải là quán, không phải là quán chiếu, không phải là thấy, mà là suy tưởng. Và chỉ riêng sự suy tưởng vô thường thôi, nó cũng dẫn dắt mình đi rất xa. Dạ, ban đầu thì mình thấy đây là vô thường, ở trong kinh này nói là vô thường, vị thiền sư kia nói là vô thường, và mình cứ tiếp tục. Bởi vì ngài Ajahn Chah, ngài có nói đó là một cái trở ngại của những người Tây phương. Ngài dùng cái chữ over educated, tức là học nhiều quá. Khi một người mà học nhiều quá đó, thì nó rơi vào trong tình trạng là chúng ta miên man để suy tưởng. Cũng cái điều đó mình nói là vô thường thôi, quán vô thường đâu có hại gì đâu. Nhưng mà nó bắt chúng ta phải chạy theo hết cái bộ kinh này tới sách kia, hết vị thầy nọ, nó cứ miên man đi tới hoài, nó không có cái điểm dừng. Dừng đó là chỉ. Và cái quán đó là nhìn vấn đề. Một hành giả có thể nhận diện tất cả những gì đang xảy ra, nhưng mà rồi hành giả phải có khả năng ngưng ở một điểm nào đó và trở về lại với hơi thở. Không có ngưng lại thì chúng ta sẽ tiếp tục đuổi bắt, giống như là mình không phải mình quan sát người ta từ một cái vòng gác, mà mình cứ chạy bám theo một người nào đó, chạy từ đông sang tây, từ nam chí bắc, và cuối cùng chúng ta mất dấu. Cái đó là cái trường hợp xảy ra. Nên khi mà mình có khả năng ứng dụng cả hai chỉ và quán đó, thì mình nên hiểu rằng cái chỉ nó phải dựa trên một cơ sở, dựa trên một nền tảng, giống như một người lính gác. Họ phải được bố trí ở một vọng gác, và họ phải thông thạo địa hình, địa vật chung quanh cái vọng gác đó để họ có thể thấy rõ. Nhưng phải dùng quán đó là cái khả năng đối diện với bất cứ cái gì xuất hiện. Có nhiều người họ không có khả năng đối diện với những gì xuất hiện. Ví dụ như
họ đang ngồi mà họ cảm thấy đau nhức. Đau nhức là một cảm thọ. Hay là họ đang ngồi họ nghe một âm thanh, một ai đến gõ cửa bên ngoài, cái âm thanh đó không phải là cái đối tượng để họ quan sát. Và đôi khi họ muốn né tránh tất cả việc đó, họ bực bội với tất cả những việc đó. Và từ cái sự bực bội họ tạo ra sự căng thẳng. Giống như một vị sư mà đệ tử ngài Chân Sa đi đường dài đến ở một ngôi chùa ban đêm, và buổi sáng ra nghe ở trong chùa mở những cái băng giảng, thì vị này rất là bức bội, là về nói lại ngài Chân Sa là ngôi chùa đó là chỗ nơi yên tĩnh mà đặt cái loa phát những băng giảng. Thì ngài Chân Sa mình nói, ngài mới dạy rằng người ta mở băng giảng để cho Phật tử đến nghe pháp, chứ không phải mở băng giảng để cho sư bực bội. Cái bực bội là cái thái độ của sư thôi. Thật ra mình phải làm thế nào đó mà mình có thể nghe vào một thái độ bình thản, rồi không có phản ứng một cách bực bội, một cách căng thẳng, rồi trở về lại với hơi thở của mình. Chúng tôi thưa rằng đây là một điểm rất là khó, nhưng mà cái khó nếu tập đó, thì mình sẽ hiểu được. Người Miến Điện và người Tây Tạng, thưa quý vị, họ là hai cái văn hóa hoàn toàn khác nhau. Người Tây Tạng theo Mật Tông, và người Miến Điện thì theo Phật giáo Nam Tông. Nhưng mà Miến Điện và Tây Tạng có một số cái giống nhau lạ lùng lắm. Thí dụ cái khẩu âm của họ, cái khẩu âm mà cái cách, cái âm giọng mà họ nói tiếng Miến và tiếng Ấn giống nhau. Và cái màu y của chân Tây Tạng và cái màu y của chân Miến Điện là giống nhau. Nhưng mà có một nhiều cách nữa mà người Miến Điện và Tây Tạng giống nhau, đó là cách học. Đến những cái tu viện lớn như là tu viện Trai Tung hay tu viện Sierra thì có cách học giống y hệt bên Miến Điện, mặc dù hai cái quốc gia không liên quan tới nhau hết. Họ cho một lúc cả mấy trăm, có khi cả ngàn vị sư lên trên một cái giảng đường. Và ở trên cái giảng đường đó thì mỗi vị có cái chỗ ngồi, và có mỗi vị có cái bàn nhỏ ngay trước mặt. Họ cứ lật sách ra, họ lật kinh ra và bắt đầu họ đọc. Đọc ở đây là đọc thành tiếng, và đọc một cách vang rền. Nhưng mà họ không phải đọc đồng bộ, đồng loạt. Tức là vị này đọc kinh Chuyển Pháp Luân, vị kia đọc kinh Châu Báo, vị nọ đọc kinh Về Nghiệp chẳng hạn. Và mỗi vị chúng ta gọi là mạnh ai nấy đọc. Thì ban đầu khi mà mình mới vào chùa đó, cái cảnh tượng mà đó nó gọi, mình gọi là hỗn độn. Hỗn độn là bởi vì sao vậy? Tại vì cả mấy trăm người mà mỗi người đều đọc lớn, và họ đều đọc những bài kinh khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Và đúng là giống như một bài ông vậy đó. Rồi chúng ta, một bài ông mở tổ, chúng ta không có biết là ai đọc cái gì hết. Và cái người không quen rất là khó chịu. Nhưng mà một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua đó, chẳng lẽ mình ngồi đó mình bực bực hoài, thì bắt buộc mình cũng phải đọc những bài kinh của mình. Mình không thể theo bất cứ ai, tại vì mỗi một 100 người xung quanh mình đó, họ đọc 100 bài kinh khác nhau, cái thứ tự khác nhau theo ai, thì lúc đó bắt buộc mình phải đọc bài kinh của mình. Và lâu ngày các vị vừa học kinh mà vừa tạo cái gọi là cái định lực, tức khả năng tập trung. Khi có khả năng tập trung này rồi thì vị đó không có bị chi phối bởi những tiếng ồn xung quanh, bởi mấy trăm vị sư ngồi xung quanh nữa, mà chỉ tập trung bài học của mình. Và chẳng những vậy mà vị này có thể nhớ được bài kinh của mình. Thì cái khả năng tập trung đó chúng ta tạm gọi là chỉ. Và cái khả năng nhớ và hoặc là hiểu cái ý bài kinh chúng ta gọi là quán. Thì điều này á, đối với tất cả chúng ta là điều bất khả. Và tại vì sao vậy? Mình học bài mà có người khác họ tạo âm thanh ồn ào làm cho mình bị chi phối. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu. Vấn đề là luyện tập thôi. Một khi mà mình có khả năng luyện tập thì mình có thể vừa tập trung được mà vừa thẩm thấu, vừa tiêu hóa được. Vừa tập trung á, chúng ta gọi là chỉ, và vừa tiêu hóa chúng ta gọi là quán. Thì đây là một cái chuyện mà mình nói là về cái sự trui rèn, về cái sự tôi luyện. Ở trong sự trui rèn hay tôi luyện đó, nó lâu ngày nó khiến chúng ta có khả năng đối diện với thực tại. Bất cứ cái gì đang xảy ra, dù đó là sự đau nhức của chân hay là sự buồn ngủ hay bất cứ cái gì, mình có thể đối diện được hết, mình không né tránh. Cái không né tránh đó là vipassana, là quán. Nhưng mà không né tránh mà vẫn có thể tiếp tục theo dõi hơi thở, hay là tiếp tục dựa được một cái đó là samatha. Thật ra thì đây là một kinh nghiệm chiến lược, đây là một kinh nghiệm của một hành giả đi vào thực tế của sự thực hành.
nên chi thật ra không đủ. Nhưng mà một khi mà mình có trải nghiệm qua chuyện đó rồi, mình thấy rằng việc đó là việc có thể làm được. Cũng như chúng tôi lấy ví dụ là nếu mà quý vị có sang Tây Tạng hay là sang bên Miến Điện, sẽ thấy rằng cả 500-700 vị sư cùng lên chánh điện một lần, họ học rất nhiều. Có khi thưa quý vị trong 3 giờ đồng hồ học thuộc một bài kinh, mà có sự tập trung, một sự tập trung cao độ, mặc dù ở xung quanh rất là ồn ào. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giáo Sa Thứ Lành Thay. Chúng mô kính chân thỉnh tội chắc đẳng đã đúc kết bài học và chia sẻ thêm và đúc kết bài học. Con là những việc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chúc chư, con kính chân chư Tổng Đức đã mỗi lần bị mẫn giảng dạy Phật Pháp của cho chúng con, đã dìu dắt hướng dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý sớp, quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tông đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ những chánh pháp nhiệm màu của Đức Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Dạ, con thấy thượng tọa Tế Siêu giơ tay, con không biết là thượng tọa có muốn nói gì thêm không? Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, thấy thượng tọa Tế Siêu giơ tay nhưng mà thỉnh thì không thấy thượng tọa cầm mic. Có lẽ là giơ tay nhầm. Thượng tọa nhiều xin tiếp tục hồi hướng. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sapa Sangha Rupa Vena Sotihon Duryeron Parang Vyan
kiết chiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.